Anh có đồ chơi mới á cả nhà. Cần đóng trong đó kìa. Nhìn anh bông cá nè cả nhà, anh này cột được 2 chùm rồi. Giống con gà không cả nhà? Con gà sẽ cột đây. Chào mừng đã trở lại với kênh anh em channel nhé. Hai chị em chơi kìa, thấy thương không cả nhà? Con đeo cái đó cho em không? Con đeo cái đó cho em không? Cái headphone. Con đeo thì hầu gối tóc con hết trơn. Con cá nhìn mẹ nào, con cá ơi. Ừ, nhìn mẹ kìa. Giống phi công không cả nhà? Dùng má hà tình đình. Ý theo cái miệng như này để em nè. Miệng lớn vậy. Ôm ôm. Em đi đâu rồi em? Mình hát bài mẹ nghe con. Hát bài tặng cho quý vị khán giả đi. Đứng dậy hát. Mong anh đứng dậy hát không? Cả nhà thấy mong anh mong cáp mặc đồ quá, dễ thương không nè? Có đẹp không nè? Con có đồ chơi mới luôn cả nhà. Cái này chị vui quá con ha. Con bóp thử coi. Đó. Con hát bài đi mong anh, đứng dậy hát bài đi con. Mong anh giỏi. Mong anh. À, con là mong anh. Con là mong anh. Con xin hát tặng bài cho quý vị khán giả. Bài gì con? Bài bài bài. Rồi. Bài ơi bài chú yêu. Đứng dậy đi đẹp. Được. Ồ, em đau em. Không sao, không sao. Hát tiếp đi con. Cho lên bàn tay cho biết vâng lời này chứ biết bà vui. Khi cho vâng lời cho biết bà vui. Khi cho vâng lời cho biết bà vui. Xíu à. Con ru em ngủ đi mong cá. Nói với em không? Con cảm ơn quý vị khán giả đi. Cảm ơn quý vị khán giả đã coi hết video của con. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nhớ. Nhớ đăng ký thành viên, apply, subscribe. Để xem video mới nhất của anh em channel nha. Giỏi quá, xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Bye bye đi con. Bye bye.